Kim Ngân luôn cười hạnh phúc khi nhắc về Thái Hiền, nữ ca sĩ rất xinh đẹp nhưng 63 tuổi vẫn độc thân. Những khán giả theo dõi Kim Ngân thời gian gần đây chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Thái Hiền. Kim Ngân luôn cười rất hạnh phúc khi nhắc về người ca sĩ này, bởi trong quá khứ, Thái Hiền đối với Kim Ngân là những kỷ niệm rất đẹp đẽ. Vì ngày đó Thái Hiền hay cũng anh trai Duy Quang qua lại chăm sóc cho Kim Ngân. Họ thường xuyên gặp gỡ khi Kim Ngân qua phòng thu của Duy Quang để thu âm. Cũng một phần bởi vì sự nghiệp của Thái Hiền gắn liền với những bài hát đáng yêu vui tươi, nên mỗi lần Kim Ngân nhắc đến, nữ ca sĩ đều cười rất trìu mến. Cuộc đời của Thái Hiền cũng có nhiều điều lạ lùng. Dù rất xinh đẹp nhưng năm nay hơn 63 tuổi cô vẫn độc thân, cũng tìm hiểu lý do tại sao Thái Hiền lại chọn cuộc sống như vậy và nguyên nhân vì sao nữ ca sĩ lại từ giã sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao nhé quý vị. Ca sĩ Thái Hiền sinh năm 1958, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy với ca sĩ Thái Hằng. Nữ ca sĩ bắt đầu con đường ca hát từ năm 13 tuổi với những bài hát bé ca do cha mình sáng tác. Bước tuổi ô mai, giọng hát trong trẻo của Thái Hiền từng đốn gục bao trái tim những chàng học sinh ngày đó. Chị thường hát những bài hát nữ ca về tuổi học trò, tuổi mới lớn. Khi mới 16 tuổi, Thái Hiền tham gia và đứng trên sân khấu cùng ban nhạc The Dreamer của gia đình Phạm Duy. Thành công đến với Thái Hiền khá sớm, chị còn được coi là nàng thơ của nhạc Phạm Duy vì thể hiện quá thành công các tác phẩm của cha mình. Sự nghiệp bắt đầu lên cao thì cũng là lúc giọng ca này rời Việt Nam theo cha sang nước ngoài định cư. Ở hải ngoại, giọng hát Thái Hiền vẫn vang lên ở khắp nơi nhưng không còn vẻ trong trẻo của một cô bé ngày nào mà đã trưởng thành và được xem như một chuẩn mực của giọng hát tiếng Việt. Báo chí dùng từ chuẩn mực cho giọng ca Thái Hiền bởi chị khiến người nghe say mê không phải bởi trình diễn mà chỉ cần bằng cách phát âm với chất giọng thiên phú của mình. Giọng hát Thái Hiền không chỉ thành công ở những bài hát của Phạm Duy với chất liêu trai và thiền mà còn khiến người nghe mê đắm với dòng nhạc tình của các nhạc sĩ từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Văn Phụng, Đức Huy. Chị được xem là giọng hát hàng đầu của nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giọng hát Thái Hiền bình thản, nhẹ nhàng, tinh tế mà chân thành. Công chúng vẫn nói giọng Thái Hiền hiền như cái tên của chị, nhưng người nghe càng ngấm, càng say. Tuy nhiên, không giống em rể Tuấn Ngọc, vẫn mãi miết đi hát không hề biết mệt mỏi. Thái Hiền chọn một cuộc sống khác. Nhiều năm nay chị tạm ngưng việc ca hát, tìm sự an yên trong cuộc sống riêng. Chia sẻ về lý do vắng bóng lâu đến thế trong âm nhạc, Thái Hiền nói, lần cuối cùng Thái Hiền hát ở Việt Nam xong là quyết định giải nghệ luôn rồi, vì nghĩ mình đã đi hát từ năm 13 tuổi rồi. Sau đây chúng tôi xin phép được phỏng vấn ca sĩ Thái Hiền một vài câu. Trong 10 năm xa sân khấu, cuộc sống của chị ra sao? Tôi chưa kết hôn và cũng không biết vì sao tôi lại chọn cuộc sống độc thân nữa. Tôi ở với gia đình em trai. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, đi chợ nấu ăn, giặt quần áo, trông nom cháu gái. Đứa cháu này do tôi chăm sóc từ khi chào đời, đến nay đã 10 tuổi. Công việc trong nhà làm không bao giờ dứt hết được. Có lẽ tôi thích sống ngăn nắp, sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng phải lau chùi. Bận rộn việc nhà còn thời gian đâu mà tôi thấy cô đơn. Tôi có vài người bạn thân, thường chở tôi đi ăn, xem phim, mua sắm. Thỉnh thoảng nhớ nghề, tôi lại ngồi nghêu ngao. Thái Hiền đã từng kể về một cuộc sống riêng của chị với câu chuyện duyên tình nhiều lận đận. Đến giờ này nói về cuộc sống riêng, chị cũng chỉ nói, đến tuổi này Thái Hiền chỉ mong có sức khỏe tốt và sống cho mọi người chung quanh mình, chứ không mong ước cuộc sống riêng tư nữa. Thái Hiền chia sẻ Tuấn Ngọc và Thái Thảo chính là chỗ dựa, là trụ cột cho chị trong cuộc đời mà nếu không có hai người này bên cạnh, Thái Hiền sẽ không đứng được vững. Chị làm gì để giữ gìn thanh sắc? Tôi nghĩ hữu xạ tự nhiên hương, ở mỗi thời điểm con người ta sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Đến tuổi này, tôi chỉ cần có sức khỏe tốt và vẫn hát được, không cần đẹp nữa. Chị chịu ảnh hưởng gì từ lối hát và phong cách của danh ca Thái Thanh dì của chị? Tôi không dám so sánh với dì Thái Thanh vì tuổi đời và nghề của tôi quá ít. Có những bản nhạc chỉ có dì ấy mới có thể diễn đạt được như Chàng Dũng Sĩ và Con Ngựa Vàng, Dòng Sông Xanh, Đường Chiều Lá Rụng. Còn tôi chỉ biết hát một cách bình thản. Nhiều người nhận xét giọng tôi nghe trong,
rõ lời, nhẹ tên mà vẫn sâu sắc. Những lời khen đó khiến tôi vui. Theo tôi hát phải như nói chuyện, biến giọng thành một nhạc cụ, cũng như violin quyện với piano hai bên không được trội hơn nhau. Sinh trưởng trong gia đình có cha là Phạm Duy, mẹ Thái Hằng, em gái, anh trai đều là ca sĩ, nhạc sĩ nổi danh. Chị gặp áp lực ra sao? Tôi lên sân khấu hát lúc anh lớn nhất trong nhà, ca sĩ Duy Quang, mới 21 tuổi, hát với tôi là vui chơi chứ không phải là một áp lực gì lớn lao. Trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật là may mắn lớn với tôi. Tôi được hướng dẫn cặn kẽ từ những ngày đầu về các kỹ thuật. Mẹ dặn dò tôi khi hát phải diễn tả bài hát chứ đừng diễn tả tâm trạng của bản thân. Còn bố khuyên làm nghệ sĩ phải tự tin, hài lòng với cách trình diễn của mình. Tôi trình diễn một cách tự nhiên, không biết tạo phong cách riêng ra sao. Bố Phạm Duy chưa hề chê tôi bao giờ. Tôi nghĩ chắc ông hài lòng về đứa con gái này. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích giọng hát của tôi. Tôi từng nghe những lời chê của khán giả Thái Hiền hát không hay. Những lời phê bình khiến tôi rút được kinh nghiệm, học hỏi thêm. Nhiều khán giả đã để lại bình luận về nữ ca sĩ Thái Hiền. Mấy chục năm trước tôi rất thích bài Tuổi Thần Tiên do Thái Hiền hát. Còn nhớ lúc đó cô bé mặc đầm đi vớ đen dài hát trên tivi, tivi đen trắng. Ấy thế mà cô bé ngày xưa đã 63 tuổi. Nhìn Thái Hiền kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về. Giọng ca chị Thái Hiền rất trong trẻo và sâu lắng. Nghe lại giọng ca chị và cách đánh nhạc trong bài Tuổi Mộng Mơ trước 1975 hoài không chán. Nhớ năm 1988 khi anh Hoàng Thanh Tâm cho phát hành cuốn băng cassette số 2, chủ đề khúc nhạc sầu cho em. Nghe chị Thái Hiền hát bài Tháng Sáu Trời Mưa mà không sao tả nổi cảm xúc của lòng mình. Em ước mơ mơ gì tuổi 12 tuổi 13 tuổi thần tiên nép trong tay mẹ Hiền xin cho em. Một chiếc xe đạp xe xinh xinh để em đi học. Những bài hát đã gắn liền tên tuổi Thái Hiền với tuổi tin miền Nam Việt Nam. Chúc ca sĩ Thái Hiền sẽ có thật nhiều sức khỏe. Nếu có cơ hội mong rằng Kim Ngân sẽ được gặp lại Thái Hiền để hội ngộ ôn lại những kỷ niệm xưa. Dạo gần đây Kim Ngân rất thích được gặp lại và trò chuyện với những người đồng nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi video. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui trong cuộc sống.